Thưa đại sĩ, nếu như sự sở duyên thật không có, thì tâm tùy hỷ hồi hướng cũng như vậy, các thiện căn vân vân cũng như vậy, quả vị giác ngộ cao tột cũng như vậy, sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy, nhãn nhĩ tỷ, thiệt thân ý xứ cũng như vậy, sắc thanh hương vị xúc pháp xứ cũng như vậy, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, địa thủy hỏa phong không thức giới cũng như vậy, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu não cũng như vậy, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa cũng như vậy, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng như vậy. Thánh đế khổ tập diệt đạo cũng như vậy, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng như vậy, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng như vậy, bốn niệm trụ, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng như vậy, không vô tướng vô nguyện giải thoát môn cũng như vậy, năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng như vậy, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng như vậy, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng như vậy, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như vậy, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng như vậy, chư thanh văn độc giác đại thừa cũng như vậy, những gì là sở duyên, những gì là sự, những gì là tâm tùy hỷ hồi hướng, những gì là các thiện căn vân vân, những gì là quả vị giác ngộ cao tột mà Đại Bồ Tát đã duyên như thế, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát Di Lặc đắc. Thưa Đại Đức, nếu Đại Bồ Tát từ lâu tu hành sáu phép ba la mật đa, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đời trước đã trồng thiện căn, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện hữu nhiếp thọ, khéo học nghĩa không của tự tướng các pháp, là Đại Bồ Tát có khả năng đối với sự sở duyên khỏi tâm tùy hỷ hồi hướng các thiện căn vân vân, quả vị giác ngộ cao tột và tất cả pháp đều chẳng thủ tướng, mà có khả năng phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Tùy hỷ hồi hướng như thế là do dùng phi nhị, phi bất nhị làm phương tiện, phi tướng, phi vô tướng làm phương tiện, phi hữu sở đắc, phi vô sở đắc làm phương tiện, phi nhiễm, phi tịnh làm phương tiện, phi sanh, phi diệt làm phương tiện, đối với sự sở duyên cho đến quả vị giác ngộ cao tột, có thể chẳng thủ tướng, vì chẳng thủ tướng nên chẳng phải thuộc về điên đảo. Nếu có Bồ Tát từ lâu chẳng tu hành sáu phép ba la mật đa, chưa từng cúng dường vô lượng chư Phật, đời trước chẳng trồng căn lành, từ lâu chưa phát đại nguyện, chẳng được thiện hữu nhiếp thọ, đối với tất cả pháp chưa khéo học cái không của tự tướng, là các Bồ Tát đối với sự sở duyên tùy hỷ hồi hướng, các thiện căn vân vân quả vị giác ngộ cao tột và tất cả pháp, còn thủ tướng mà khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế, vì thủ tướng nên còn trong vòng điên đảo. Lại nữa, thưa Đại Đức, chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia, vân vân, mà đối trước họ tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân, mà đối trước họ tuyên thuyết Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia, vân vân, mà đối trước họ tuyên thuyết Pháp Không Nội, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân, mà đối trước họ tuyên thuyết Pháp Không Ngoại, Pháp Không Nội Ngoại, Pháp Không Không, Pháp Không Lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác,
pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết chân như, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đột khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết thánh đế khổ, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết thánh đế tập diệt đạo. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết bốn tịnh lự, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết tám giải thoát, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết bốn niệm trụ, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết năm loại mắt, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết sáu phép thần thông. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết 10 lực Phật, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết pháp không quên mất, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết tánh luôn luôn xả. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết trí nhất thiết, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng nên vì các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Chẳng nên vì các Đại Bồ Tát Đại Thừa Tân Học kia vân vân mà đối trước họ tuyên thuyết nghĩa không của tự tướng tất cả pháp. Vì sao, thưa Đại Đức, các Bồ Tát Đại Thừa Tân Học vân vân đối với pháp như thế tuy có đôi chút kính tin ưa thích, nhưng họ nghe rồi hầu như quên mất, hoang mang sợ sệt, sanh ra hủy báng. Lại nữa, thưa Đại Đức, nếu Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi, bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Nếu Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nếu Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ,
thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi bốn tịnh lự, bốn định vô sắc. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi năm loại mắt, sáu phép thần thông. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Nếu Đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi nghĩa không của tự tướng các pháp. Vì sao? Thưa Đại Đức, vì Đại Bồ Tát bất thối chuyển như thế và đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, nếu nghe pháp này đều có khả năng thọ trì, thì chẳng bao giờ bỏ quên, nên tâm chẳng hoang mang, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hủy báng. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện, bạch Bồ Tát Di Lặc: Đại Bồ Tát dùng sự tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức như thế, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tổn thì gọi là sự dụng tâm tùy hỷ hồi hướng. Sự dụng tâm này là tận diệt ly biến. Sự sở duyên này và các thiện căn cũng đều như tâm tận diệt ly biến. Trong đó cái gì là sự dụng tâm? Lại dùng cái gì làm sự sở duyên và các thiện căn mà nói là tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tổn? Tâm ấy đối với tâm lý lẽ ra